Sang, em có thể ngồi xuống nói chuyện với chị một chút được không? Dạ, em là nhân viên, em không ngồi nói chuyện với chị được đâu. Mà có chuyện gì á chị nói đi. Nhưng mà nói chuyện ở đây có tiện lắm không? Dạ, chắc không có gì đâu. Có chuyện gì á chị cứ nói. Anh Khôi quản lý ở đây á là người như thế nào vậy? Dạ, sao chị lại hỏi em chuyện này? Thì chị muốn biết tận tường để đưa ra quyết định là có nên nói cho chị Kiều biết không á. Em với anh Khôi á tuy làm chung, nhưng mà anh là quản lý, em chỉ là phục vụ thôi, có thân thiết gì với nhau đâu. Vậy mà có đứa nói với tôi á, anh Khôi là người tốt. Xạo hả? Em chỉ là phục vụ thôi. Em sao dám để ý tới quản lý? Anh không để ý gì tới em á là em mừng rồi. Chẳng qua là chị Kiều á, mỗi lần mở miệng ra cái gì cũng nhắc tới ông Khôi á, đưa ông Khôi lên tới chính tận trời xanh vậy đó. Chị nghe mà xuống lỗ tai thấy ghét hả? Vậy thì chị không thích á, chị đừng có nghe. Nhưng mà chị sợ chị Kiều bên tai gạt đó. Em không biết. Em không biết đâu. Chị Kiều á còn trong trắng, ngây thơ lắm. Chị Kiều không có giống như chị Trinh đâu. Mấy chuyện đó em không có tiện xen vô. Em cũng khuyên chị á, đừng có xen vô chuyện người khác nữa. Em kỳ quá à. Nhưng chị với chị Kiều là bạn mà. Thì tùy chị thôi. Chị muốn làm gì thì chị làm, em đâu có cản được đâu. Nhưng mà chị đừng có lôi em vô mấy chuyện này. Em còn nhiều việc cần phải làm lắm. Thôi em xin phép chị, em đi làm. Tính tiền em ơi. Dạ. Đàn ông binh giật nhau, hùa nhau lừa gạt phụ nữ. Dạ chị. Ủa Xuân. Em cũng tới đây nữa hả? Dạ. Nè cho chị gửi. Em mới tới. Dạ. À em đi một mình hay là đi với ai? Em đi có một mình hả? Đi cà phê một mình buồn lắm. Sao không rủ chị đi cho vui? Em sợ làm phiền chị. Chị uống gì? Để chờ bé Sang. Dạ. Chị dùng gì ạ? Cho chị kem Titanic đi em. Dạ. Anh Khôi có ở quán không vậy bé Sang? Dạ không, anh Khôi mới đi ra ngoài rồi chị. Vậy chị cảm ơn em. Bận đi làm đây bao thì có. Dạ em xin phép. À mấy ngày nay tâm trạng của em đỡ hơn chưa? Dạ cũng đỡ rồi chị. Ừ, chuyện gì qua thì cho nó qua đi. Em dứt khoát chia tay với tên đó chưa? Dạ chưa. Tại vì ảnh năn nỉ em quá. Trời ơi. Em đừng bao giờ tin lời đường mật của đàn ông. Mật ngọt chết ruồi đó. Dù gì cũng là tình cảm mà. Đâu phải nói chia tay là chia tay được đâu chị. Đàn ông bắt cá hai tay, em cũng không nên tin dù chỉ là nửa lời. Dạ em mời chị. Cảm ơn em. Đàn ông bắt cá hai tay á thì nói cái gì cũng lừa dối, đúng không Sang? Dạ em đâu biết gì đâu. Ủa hai đứa quen nhau hả? Dạ có quen chứ. Hai đứa quen nhau trong trường hợp nào vậy? Ủa hai đứa mình quen nhau trong trường hợp nào vậy Sang? Em có nhớ không? Dạ. Thì chị Xuân hay ghé quán cà phê nên em mới biết. Vậy hả? Trái đất tròn thiệt ha. Quay đi quay lại, đi đâu cũng gặp người quen hết à? Dạ, thường thường thì người quen họ mới hại nhau, chứ người lạ thì đâu có dễ gì. Dạ, thôi hai chị nói chuyện đi, em đi làm công việc. Nè, bé Sang nó hiền lắm, em đừng có ăn hiếp nó. Làm cái bao mà hiền. Em ơi, lấy cho chị một phòng đi. Dạ. Dạ đây chị. Chồng của con Hồng. Sao Tuấn Kiệt lại ở đây? Con nhỏ này, mình quen quá.
Sao mình đi với trai mà toàn gặp Tuấn Kiệt vậy? Hôm nay lại thấy chồng của con Hồng nữa. Em lên phòng gấp đi. Cảm ơn. Dạ. Làm gì đứng ngoài đây như trời trồng vậy trời? Muốn gì thì anh cứ nói. Đứng đây thẫn thờ vậy. Em không biết anh suy nghĩ gì mỗi ngày luôn đó. Nè, có cái miệng ha, để nói ra hết. Anh á, mà anh suy nghĩ mà không nói ra ha, để trong đầu riết, nó nổ tung ra, đừng nói sao xui xẻo. Anh Ben, em nghe nói là Thu nghỉ làm rồi đó. Em nghĩ nha, tất cả là do anh. Một trong những nguyên nhân tệ hại nhất khiến người ta thất nghiệp một cách tự nguyện. Cậu đi nghỉ ngơi đi. Đó, thấy không? Nói nặng thì mới chịu mở lời phải không? Có khi nào ha, cậu nhảy xuống biển tự tử? Còn anh đứng đây một lúc á, anh nhảy xuống lầu anh tự tử luôn không? Đời đúng là có nhiều cái khó hiểu thiệt. Đứng ở đây luôn đi. Chiều hôm kia thì con Thu nó có về, tắm rửa, thay đồ đẹp rồi đi tới giờ mà không thấy nó về. Phòng khóa cửa rồi đó. Cô, Thu ở đây với ai vậy cô? Nó thuê phòng ở có mình hà. Nhỏ dễ thương lắm, lại hiền lành nữa. Vậy trước đây Thu có từng đi đâu như vậy không cô? Nó có đi chơi, nhưng không bao giờ nó đi qua đêm lần nào hết á. Không biết nó có bị gì không nữa. À, cô là bạn của Thu hả?
Dạ, con là quản lý resort nơi Thu làm việc đó cô. Ừ, cô tên gì? Đây là danh thiếp của con. Khi nào Thu về á, cô liên hệ giúp con nha. À, cô tên Hồng hả? Dạ. Thôi được rồi, có gì thì tôi sẽ gọi cho. Tôi cũng thấy lo cho con Thu quá. Tội nghiệp, gia đình chết hết trong cơn bão, nên sống có một mình hà, thấy thương lắm. Dạ, con cảm ơn cô. Ừ. Con xin phép con về trước. Ừ. Thu ơi, em làm chị rất lo lắng. Chuyện con Thu mất tích không hề đơn giản. Tao dám chắc là ông Tuấn Kiệt đã làm gì nó rồi. Giờ tao nói Thu nó hiền lắm. Tao chỉ e là chúng ta hiểu lầm nó. Nghe nói gia đình nó đã chết hết trong một cơn bão. Bây giờ nó sống một mình. Tội nghiệp đó lắm. Dạ mời hai anh. Vậy hoàn cảnh của Thu cũng giống như mày, một cô tụi nhỏ hả? Tao buồn lắm. Thôi, mày đừng có buồn nữa. Từ từ rồi tìm cách. Có những thứ thấy trước mắt, nhưng đôi khi sự thật lại không phải như vậy. Chưa chắc con Thu là người tốn tiền. Mày nói cũng đúng. Đôi khi bao công còn sử quan nữa mà. Tao định gặp ông Tuấn Kiệt hỏi chuyện của Thu. Lẽ nào ông ta khai thiệt với mày? Thì cứ hỏi thử coi sao. Vô ích thôi. Theo mày, ông ta dám giết người không? Có chuyện gì á mà ông không dám làm? Nhưng mà tao nghĩ đi nghĩ lại cũng không đúng. Giết người là tội tử hình. Ông đâu có dạy như vậy. Cỡ ổng hả? Ông muốn đối phó với con Thu dễ như trở bàn tay vậy? Tao cũng nghĩ như vậy. Ông dạy gì mà chuốc họa vào thân? Tao nghĩ là ông chỉ dọa cho nó sợ thôi. Nó sợ rồi nó trốn, không dám xuất đầu lộ diện nữa đâu. Tao cũng hy vọng như vậy. Tao thấy vợ tao lo lắng, tao cũng xót lắm. Ánh nè, ngày hôm kia em thấy là Thu vui vẻ hay buồn? Em thấy vui vẻ. Vậy trước khi hết giờ làm á, em thấy Thu có tâm sự gì không? Thấy cũng vui vẻ. Rồi có hẹn với anh Ben đi ăn nhà hàng nữa. Thôi được rồi, chị cảm ơn em. Dạ. Mời vào. Chào cô Hồng. Chào anh. Mời anh ngồi. Ừ. Em mời anh vào đây á, là em muốn hỏi thăm về Thu đó. Thật là ngại khi làm phiền anh quá. Em nghe nói đêm hôm kia anh cùng với Thu đi nhà hàng đúng không? Đi nhà hàng là đêm hôm trước. Vậy là sau khi ở nhà hàng,
Tôi và Thu ra bãi biển, nhưng sau đó Thu về trước. Sao cái đêm đó là Thu không đi làm nữa? Không biết là Thu có liên lạc với anh không? Không. Xin lỗi anh Ben vì đã làm phiền anh. Em chưa liên lạc được với Thu nữa hả? Chưa anh. Em lo quá. Thu chưa khi nào làm như vậy bao giờ hết. Chắc Thu đang có chuyện gì buồn nên muốn ốp điện thoại vài ngày thôi. Em đừng có lo lắng quá. Thu không có người thân, bạn bè thì cũng không có nhiều. Nó thân nhất chỉ có em với Ánh thôi à. Em nghi chuyện này có liên quan tới anh Ben đó. Anh Ben hả? Ừ. Còn Thu á, nó có tình cảm với anh Ben lâu rồi. Em cũng nhiều lần khuyên Thu mà Thu lại cố chấp không bao giờ nghe em hết. Thật ra anh Ben cũng là một người tốt. Biết người biết mặt, sao biết lòng được. Em chỉ sợ là con Thu bị anh Ben từ chối tình cảm, rồi không biết nó có làm chuyện gì dại dột nữa không? Chắc không đến nỗi nào đâu em à. Thu nó cũng lớn rồi. Em yên tâm, đừng lo lắng nữa. Hay là để anh gọi thằng Phương đi tìm Thu giúp em. Anh ơi, chuyện này á đâu có liên quan gì tới anh Phương đâu. Nếu làm như vậy làm phiền ảnh lắm. Không sao đâu, thằng Phương nó rảnh. Với lại chuyện của chúng ta cũng coi như là chuyện của nó. Anh nghĩ thằng Phương nó có nhiều mối quan hệ, chắc có lẽ nó sẽ dễ tìm Thu hơn chúng ta. Tôi buồn lắm. Tôi không biết là mọi chuyện là trầm trọng đến như vậy. Tôi chỉ có một chút ghen tị với bà thôi, chứ tôi không có ý hại bà đâu. Tôi không muốn hại chết bà đâu. Tôi ước là đó chỉ là một giấc mơ thôi, chứ bà vẫn bình an. Thank you.
Được rồi, em đi xuống phòng bếp kìa, dọn phòng đi, khách mới trả đó. Ánh, em sao vậy? Nè, em bị sao vậy? Nè nè, Ánh, tỉnh dậy đi, Ánh. Cứu, cấp cứu. Dạ, mời đại ca. Sao lâu quá thằng quỷ này nó không tới vậy? Nó giỡn mặt với tụi mình hay sao đại ca? Mày từ từ thôi, dục tốc bất đạt. Giang hồ mà nóng tính quá làm ăn gì được. Tụi bay cứ tự xưng giang hồ á, một lát bị chém cả lũ bây giờ. Trời, nó chém mình chém lại nó chứ đại ca. Đúng rồi đó đại ca. Đại ca cũng đã từng có một cái thời quanh quanh liệt liệt chém giết lẫn nhau mà. Đây nè, trên tay của đại ca có một cái thẹo dài sọc luôn. Chứng tỏ là đại ca cũng đã từng có cái thời đâm chém nhau rất là dữ dằn, đúng không? Vậy là mày không có biết rõ rồi. Mấy cái thẹo trên tay của đại ca là đại ca bị người ta chém, chứ không phải là đại ca chém người ta. À, cái gì? Thì ra là vậy. Ờ, mày tầm bậy với tầm ba không à. Ê, nó tới rồi kìa. À, chào bạn Hiền, tụi mình lại gặp nhau nữa rồi. Gặp nhau làm chi? Gặp nhau hoài, chán. Cái thằng mày không yên cái miệng được hả? Mình cho tao xin thêm ngày mai nữa đi. Nè anh bạn, anh bạn là người đầu tiên á, cứ gia hạn từ ngày này tới ngày khác. Không ra tao lu bu quá, nên tao chưa xoay sở tiền được, mày thông cảm cho tao đi. Thôi được rồi, tôi gia hạn chót cho bạn á là 3 ngày được chưa? Em tới chưa? Chị tới rồi nè. Là chồng con Hồng. Alo, tao nghe. Hả? Ok, tao tới liền. Chuyện gì vậy chị? Chị mới gặp người quen. Lại là người yêu cũ của chị nữa hả? Đâu ra nhiều người yêu vậy? Thôi mình lên phòng nha. Mà khoan, chắc chị có chuyện một chút. Em đi về trước đi nha. Sao mà về trước được? Em đi về trước đi, hôm nay chị có chuyện gấp. Đã đến rồi mà còn về là sao? Thôi bữa khác đi cưng, ngoan ngoan, bữa khác chị bù cho nha nha. Vậy nha. Dạ. Hồng, Trinh, mày nói là mày thấy chồng tao ở đâu chứ? Trời ơi, nhỏ nhỏ thôi. Hồi nãy tao hẹn với bồ tao ở đây, mà tao thấy dáng người giống anh Tú lắm. Đi vô trong rồi. Ê, mày nè 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 nè, mày bình tĩnh thôi, hư chuyện hết. Bình tĩnh nha, đi với tao. Đi.
tôi muốn hỏi ông một chuyện. Em cứ hỏi. Ông đã làm gì Thu? Đó, không phải là chuyện của em. Tốt nhất em đừng có xen vào. Thu rất là hiền. Hiền? Em quá tin người rồi. Tôi sợ là Thu bị hiểu lầm. Tôi thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Ông đã làm gì Thu rồi? Anh đã nói rồi, chuyện đó liên quan tới em. Em bận tâm chi chuyện nhỏ nhặt đó. Một mạng người mà ông coi là chuyện nhỏ nhặt à? Sao em nhìn anh dữ vậy? Tôi làm cho em sợ hả? Phải. Ông làm tôi đang lo sợ con người của ông đó. Em đừng có sợ. Anh đâu có ăn thịt gì em đâu. Mặc dù anh rất muốn. Dạ không được đâu chị ơi. Nhưng đây là tôi chỉ muốn vô chút xíu thôi mà. Xin hai chị thông cảm giùm em. Thôi đi Trinh. Dạ. Nhưng cảm ơn anh. Dạ. Bực bội quá. Làm gì ghê vậy? Kiếm người thôi mà. Không. Thôi không sao đâu, mày đừng có buồn. Tao nhìn nhầm chắc người giống người thôi. Nha, đừng có suy nghĩ lung tung. Đi, về. Nhìn em lo sợ, em hấp dẫn lắm. Hot boy ngoan ngoãn à? Hot boy ngoan ngoãn hả? Phải. Đó là biệt danh của Phong khi học đại học. Tôi rất thích biệt danh này. Tôi nhắc lại cho ông nhớ, tôi không phải là Phong. Em là Phong. Tôi không phải là Phong. Em là Phong. Nếu lúc nào em cũng ngoan ngoãn như vậy thì trời có sập xuống cũng không đè trúng em đâu. Anh nói cho em biết, muốn đối phó con bé đó anh cần gì phải ra tay, phải tốn thời gian. Ông nói đi, ai đã ra tay với Thu? Ai ra tay hay ai làm gì, chuyện đó không liên quan tới em. Lại một ngày mới bắt đầu. Cũng may là đêm hôm qua ở nhà không có bị ma nhé. Ít ra ông trời cũng còn thương. Tâm trạng của anh rất thoải mái. Anh đi tham quan ở đây em làm gì lắp bắp 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 vậy? Hả? Em... Nè, chuyện gì vậy? Ai làm gì em mà mặt mày xanh lè xanh lét? Nói anh nghe, anh sẽ binh vực cho em. Em sợ quá. Em sợ cái gì? Cái gì vậy?
Ờ, ông chủ. Cậu không cần ngồi vậy đâu. Cậu không khỏe cứ nằm đi. Tôi thấy á, cậu bị cảm nặng rồi đó. Để tôi kêu cậu Bo chở cậu đi bệnh viện nha. Dạ không cần đâu ông chủ. Nhìn cậu á hốc hác lắm á. Ông chủ đừng lo cho tôi, bởi vì bệnh của tôi sẽ không bao giờ chữa hết đâu. Bệnh gì mà chữa không hết? Cậu mắc bệnh gì? Tôi nói đùa thôi. Mỗi lần tôi bị cảm thì rất lâu hết, nhiều khi kéo dài mấy tháng lần. Cậu nhanh chóng hết bệnh đi. Dạ. Ăn uống cho đầy đủ. Dạo này á, tôi thấy cậu càng ngày càng ốm đó. Dạ, cảm ơn ông chủ đã quan tâm tới tôi. Tôi không nói đùa nữa đâu. Tôi lệnh cho cậu nhanh chóng hết bệnh. Dạ, tôi sẽ nhanh chóng hết bệnh để làm việc cho ông chủ. Tốt. Ông chủ, tôi khuyên ông hãy nên cẩn thận. Dì Tú đã nghi ngờ chuyện của Thu mất tích có liên quan tới ông chủ. Đó, không phải là chuyện của cậu. Trên đời này có ma. Lạ thiệt. Ông chủ. Hả? Có chuyện gì hả ông chủ? Không có gì. Mà cậu ở đây làm gì? Em cũng đi ngắm biển với ông chủ vậy đó. Ủa, cậu Ben đi đâu? À ha, từ chiều giờ em cũng không thấy anh Ben. Cậu, gọi cậu ta ra đây gấp. Dạ. Anh không bắt máy ông chủ. Cậu, đi tìm cậu Ben gấp cho tôi. Dạ. Dạ sao còn đứng ở đây? Ông chủ, ông chủ vô phòng nghỉ ngơi đi. Tôi muốn ở đây một chút. Đi tìm con Ben cho tôi. Dạ. Dạ. Cái gì vậy? Sau này cô đừng bày trò nhắc mấy người ta nữa. Cô biết như vậy là rất nguy hiểm cho cô không? Nhưng mẹ không thể để cho ông Tuấn Kiệt sống thanh thản như vậy được. Cô không có bằng chứng để tố cáo ông ta. Lẽ nào cô định nhắc mấy ông ta suốt cuộc đời hay sao? Đúng vậy. Em không bằng lòng. Em nhắc đến khi nào bỏng sợ thì thôi. Tôi đã cứu cô, cho nên cô phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Nếu ông ta biết cô còn sống, ông ta sẽ truy sát cô. Nhưng tại sao ông ta lại sống giận nhờ? Còn em thì phải trốn chui trốn lủi ở đây như hồn ma vậy. Cô hãy đi nơi khác sinh sống, tôi sẽ giúp cô. Không, em không đi đâu hết. Em phải trả thù ông Tuấn Kiệt. Trả thù rồi sao? Ông Tuấn Kiệt chết rồi thì sao? Cô được cái gì?
em sẽ được tự do, không còn lo sợ ai truy sát em nữa. Cô hãy bỏ đi thật xa, Tuấn Kiệt sẽ không bao giờ tìm được cô. Anh Ben, em không muốn xa anh đâu. Nếu cô chưa muốn đi thì tạm thời cứ ở lại đây, nhưng mà đừng hành động lỗ mãng như vậy nữa. Nếu không, sau này tôi sẽ mặc kệ cô. Em biết anh sẽ không mặc kệ em mà. Chứ nếu không, anh đâu có mạo hiểm cứu em như vậy. Ai thấy chết mà không cứu. Cô đừng nên suy nghĩ nhiều quá. Một lời ngọt ngào mà anh cũng không thể nói với em sao? Anh là gỗ đá hay là cái gì vậy hả? Chi nè, em có người bạn nào phù hợp để làm tiếp tân, giới thiệu cho chị đi. Dạ, chào chị, nếu có em sao cho chị hay. Ừ, cảm ơn em. Chào chị em đi. Hay là mình cho con Xuân biết, để nó xin qua đây làm, hai đứa tám cho vui. Chào anh Tuấn Kiệt. Cảm ơn. Cô anh đây. Dạ, chào cô Hồng xinh đẹp. Chào anh Bo. Cô anh đây. Chúc anh buổi sáng tốt lành. Cảm ơn cô. Chúc cô tốt lành buổi sáng. Ồ, cô Hồng nè. Dạ. Sao hôm nay không thấy chồng của cô Hồng qua đây? Chồng của em bận công việc cho nên không đi đón em được. Uầy, vậy hả? Tình hình ảnh báo bận như vậy á, là cô phải cẩn thận nha. Chắc có em nào ở đó. Tôi nói vui vậy thôi, chọc cô thôi mà, đừng có suy nghĩ nhiều ha. Chào anh. Anh Ben, anh đi đâu vậy? Ông chủ lo cho anh đó, kêu em đi tìm anh quá trời luôn nè. Ờ, tôi đi thăm một người bạn. Trời ơi, anh mà cũng có bạn nữa à? Tưởng đâu có mình em là bạn anh chứ. Cuộc đời ai mà không có bạn chứ. À, ít nhất cũng phải có một người bạn. Ờ, anh nói có lý lắm. Nè, ngày hôm qua ông chủ ông gặp ma. Vô lý, trên đời này làm gì có ma. Anh không tin thì thôi. Hôm qua em đứng từ xa em thấy ông chủ đi dạo, cái có một cái bóng trắng xịt ngang vậy nè, cái ông chủ quyêu quao nhìn kỹ lại không thấy gì nữa. Em còn thấy ông chủ đi xung quanh tìm mà không có gặp. Tôi nghĩ chỉ là qua mắt thôi. Không, em nghĩ là ma. Anh không tin thì thôi, tại vì có những điều khoa học không bao giờ chứng minh được, anh hiểu không? Không quan trọng. Thức ăn này có thể sử dụng trong một tuần, tạm thời cô không được ra ngoài. Ý anh là em phải ở đây không ra ngoài một tuần sao? Một tuần hay một tháng không quan trọng, quan trọng là cô còn sống sót. Em sống chui rút như con chuột như vậy, có khác gì ở tù chứ?
nhà tù trong lòng người mới đáng sợ hơn. Không, em không thể giam mình ở đây suốt cuộc đời được. Cô có thể rời khỏi nơi này, đi một nơi xa và bắt đầu một cuộc sống mới. Không, em không thể nào bỏ anh ở đây một mình được. Tôi sống một mình quen rồi. Cô đi đi, cô đừng quan tâm tới tôi nữa. Anh Ben, em bắt đầu một cuộc sống mới mà không có anh thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Còn sống sẽ còn ý nghĩa. Có nhiều người muốn sống mà không được sống, còn sống là ý nghĩa lớn nhất đời người. Không, em không thể xa anh được. Tại sao hả? Tại sao anh không để em chết đi? Anh cứu em làm gì chứ hả? Tôi đã nói rồi, sự sống rất đáng quý. Cô đừng lấy nó ra mà đùa giỡn. Cô đừng phụ tấm lòng của tôi. Bà xã à, anh có món quà tặng cho em nè. Bà xã đừng có giận anh nữa. Em đâu có giận ai đâu. Thôi, em đừng có như vậy nữa. Cho anh xin lỗi, đừng có giận anh nữa nha. Chai sữa tắm cao cấp này rất là tốt, rất là thơm. Em có thích không? Anh để ở đây nha. Chúng ta... Ê Xuân, bà Hồng quản lý bên tôi á, đang tuyển lễ tân kìa, nộp hồ sơ nhanh đi. Nhưng tôi đang làm bên này mà. Trời ơi, bên này lương cao hơn, với lại qua đây làm với tôi tám cho vui nhá. Ừ, tí về tôi làm lại. Ờ, ráng nộp lẹ đi đó, mắc công người khác nộp vô đó. Ừ, tôi biết rồi. Vậy nha. Anh ơi, có dạ. Người gửi quà cho em nè. Ủa ai vậy? Anh cũng không biết nữa. Ờ, cảm ơn anh. Ai vậy trời? Ai bày ra cái trò này? Trời ơi, nghe bà kể mà tôi nổi hết da gà rồi nè. Vậy là có ma thiệt đó Hồng ơi. Chắc Thu đã... Bà đừng nói vậy. Chắc con anh nó làm chuyện gì có lỗi với con Thu, cho nên con anh nó bị hù dọa, ám ảnh như vậy thôi. Tao cũng hy vọng là như vậy đó. Thôi, mày bình tĩnh đi. Nhưng mà một người vẫn còn đang sống sờ sờ, đâu có thể tự nhiên mất tích được. Nhưng mà tiền lương tháng này nó lãnh chưa? Chưa có lãnh, nhưng mà cũng sắp tới ngày lãnh lương rồi. Không kịp lãnh lương mà bỏ đi rồi, khác gì bỏ của chạy lấy người. Mày thấy tao nói có đúng hay không Trinh? Mà nghe mày nói cũng có lý. Nhưng mà mày đến nhà trọ của nó tìm chưa Hồng? Tao đến rồi. Bà chủ nhà trọ nói là con Thu nó đi đâu không có thấy về, đồ đạc vẫn còn để ở nhà y nguyên hả?
Chuyện đó rõ ràng là một vụ mất tích thiệt rồi, chứ không phải chơi đâu. Thôi đi, nó đang sợ mà mày cứ nói chuyện gỡ hoài à. Chưa có kết quả cuối cùng thì đừng có suy đoán lung tung. Ồ, tao biết rồi. Ben, sao cô lại đi ra ngoài? Em... Cô nói đi, ra ngoài để làm cái gì? Em thấy anh bị cảm, cho nên em đi mua thuốc cho anh thôi mà. Tôi không cần cô quan tâm. Anh Ben, anh có thể xưng anh em với em được không? Lại có người theo dõi. Cuộc đời mình không ngờ lại gặp thế kẹt như ngày hôm nay. Phụ thuộc vào chủ nợ, phụ thuộc vào Tuấn Kiều, lãi cao, gốc những cột nguyên. Biết đến bao giờ mới trả hết nợ đây. Tôi nghe đây. Anh nhớ em lắm. Thiệt đó. Có lẽ giờ tôi đang nghi ngờ rồi. Tạm thời bây giờ tôi và ông ít gặp nhau sẽ tốt hơn đó. Đâu có gì nghiêm trọng lắm đâu. Chắc em nhạy cảm quá. Thái độ của Hồng gần đây khác lắm. Phụ nữ lúc nắng lúc mưa mà. Em để ý làm gì? Không có Hồng anh sẽ lo cho em. Em còn lo gì nữa? Tôi không thể nào sống thiếu Hồng được. Ông hiểu không?
Dạ. Anh Bo. Bo có chuyện gì hả? Bị gì mà giống như ma nhập vậy? Bộ có chuyện gì làm em sợ hả? Dạ. Có chuyện gì nói anh nghe. Anh sẵn sàng anh giúp cho. Ít nhất anh cũng san sẻ. Mà em nói ra sẽ làm em đỡ sợ hơn á. Em có một chuyện bí mật. Em sẽ nói với anh Bo. Nhưng anh Bo đừng nói với ai nha. Em làm gì mà căng thẳng như vậy? Dì nói đi. À. Sau đó em ba lần gặp ma, rồi nhận một tấm hình của Thu. Chắc hồn ma của nó hiện về để trả thù em á. Thôi, chắc tại em suy nghĩ nhiều quá, chứ đâu có chuyện gì đâu. Có mà anh Bo. Em sợ nó hiện về nó nhát em á. Em sợ lắm. À rồi, anh hiểu em là được rồi ha. Thì nhưng mà cuộc đời ai cũng mắc sai lầm hết, em hiểu không? Quan trọng em lấy lại bình tĩnh, rồi mình biết sai, mình sửa sai là tốt. Em cũng biết sai rồi, em cũng hối hận lắm rồi. Em sợ lắm anh Bo. Bây giờ làm sao đây anh? Em sợ hồn ma nó cứ hiện về, nó báo thù em hoài à. Đây nè, anh coi đi. Nó kêu em ra bãi biển gặp nó là nó báo thù phải không anh? Nè, thôi, không có sao đâu. Bây giờ tên anh thì nghe là anh. Em đi mua đồ cúng liền, rồi đi ra bãi biển cúng cho Thu. Không, em không ra bãi biển đâu. Em không ra đâu. Em đừng có lo, anh sẽ đi với em, được chưa? Ha. Bớt sợ chưa? Anh Ben, tôi đã nói với cô rồi, cô đừng có manh động nữa. Tại sao cô không nghe lời tôi? Em... Cô lại nhắn tin cho anh, hẹn tối nay ra ngoài bãi biển. Cô thích giấc mặt người ta lắm hả? Bây giờ tính mạng của cô quan trọng hơn hay là việc trả thù quan trọng hơn? Nếu cô không nghe lời tôi, sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa. Anh Ben, anh có sao không? Tôi không sao. Anh còn bệnh hả? Anh đi khám bác sĩ nha. Cô cứ hành động như vậy làm sao tôi yên tâm mà đi khám bác sĩ? Em... Cô đi đi. Anh muốn em đi đâu? Đi đâu cũng được, miễn là rời khỏi nơi này. Đi càng xa càng tốt, và đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Không, em không đi đâu hết. Em nhất định không đi. Nếu như cô không nghe lời tôi, tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ không còn bảo vệ được cô nữa. Anh Ben, anh mệt lắm hả? Anh lại đây anh ngồi đi. Em đi lấy nước cho anh uống nha. Anh uống nước đi anh. Anh Ben, anh uống nước đi. Tôi thật sự mệt bỏ giờ cô rồi. Anh Ben à, em xin anh, anh đừng có đối xử với em như vậy được không? Anh Ben, anh thấy trong người anh sao rồi? Tôi sắp bị cô làm phiền chết rồi. Cô mau đi đi. Anh đừng đuổi em nữa mà, có được không? Tôi không đuổi cô, tôi chỉ muốn giúp đỡ cô thôi. Đến bao giờ cô mới hiểu được nỗi khổ tâm của tôi? Em không muốn hiểu gì hết. Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh thôi. Em làm gì sai hả anh Ben? Em làm gì sai mà lại đối xử với em như vậy hả? Cô không sai, là tôi sai. Tôi sai rồi. Anh Ben. Cô không đi thì tôi đi. Anh Ben, em xin anh mà, anh đừng có bỏ em. Cô không nghe lời tôi, sau này tôi sẽ mặc kệ cô. Anh Ben. Anh Ben, anh sao vậy? Em không quan tâm, bây giờ sao cũng được. Anh qua đây nằm nghỉ đi. Đi anh, nằm xuống đây nha.
Kiều, tại sao lại là mày hả? Tao... Kiều à, em nghe anh giải thích đi hả? Tôi không cần nghe nói gì hết. Anh cũng không cần phải nói gì nữa. Tôi với anh chả là cái gì cả. Nhưng mà tao... Tao không nghĩ tao lại có một đứa bạn như mày. Từ nay tao với mày không còn là bạn bè gì hết. Tại sao con Trinh nó lại làm như vậy? Bây giờ kêu nó ra đây đi, ba mặt một lời. Thôi đi, tao không có đứa bạn như nó nữa. Bây giờ tụi mình chơi thân với nhau bao nhiêu năm rồi, không lẽ vì một người đàn ông như vậy mà cắt đứt tình nghĩa được? Tạm thời tao không muốn gặp nó. Thôi, bây giờ mày cũng đừng có buồn quá. Mày cũng biết tính con Trinh đó, nó lẳng lơ từ xưa tới giờ rồi mà. Tao nghĩ là nó chỉ chơi qua đường thôi, chứ không có yêu đương gì đâu hả? Nhưng tại sao nó lại gạt tao? Rõ ràng là nó biết mà nó cũng không nói với tao nữa. Chắc là nhiều khi nó biết ông Khôi trước mày. Nó sợ mày buồn rồi thất vọng nên nó không dám nói ra thôi. Mà như vậy chẳng khác nào nó chơi xấu bạn bè hay sao? Nó coi tao là một con ngốc hả? Nè, tao nghĩ nhiều khi con Trinh nó nói đúng đó. Mày không nhớ hả? Nó đã từng nói với hai đứa mình là đàn ông á không hề đáng tin. Mà tại tao với mày ngu quá nên mới tin đó. Cho đến giờ này mà mày còn binh vực nó nữa hả? Trời ơi, tao không có binh vực nó. Nhưng mà mày nghĩ đi, tình bạn thân thiết bao lâu nay của ba đứa mình á, không lẽ vì một thằng đàn ông á mà mất được? Mày thấy nó có đáng không? Anh Khôi, tôi muốn nói chuyện với anh. Mình vô phòng đi. Không muốn gì không, anh kêu mấy đứa mang vô. Tôi không cần. Tôi tới đây á là tôi muốn nói chuyện với anh. Vậy có chuyện gì không nói đi. Anh làm gì với hai cô bạn thân của tôi hả? Mà bây giờ nó trở mặt với nhau kìa, anh nói đi. Chắc có lẽ đây là hiểu lầm không ạ? Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì hả? Ba đứa tôi chơi thân từ cái thời học phổ thông cho tới bây giờ. Vì anh á mà bây giờ hai đứa nó trở mặt rồi kìa. Hồng à, Hồng cứ bình tĩnh đi. Anh và Kiều chỉ là hai người bạn mà thôi. Anh chưa bao giờ tỏ tình với Kiều mà. Vậy con Trinh thì sao? Thì Trinh là bạn thân của Hồng. Tính cách của Trinh như thế nào thì Hồng là người rõ nhất mà. Anh... Tôi biết. Như vậy Hồng còn thắc mắc chuyện gì nữa? Vậy tại sao anh với con Trinh còn giấu con Kiều chứ? Thì anh đã nói rồi, anh chỉ xem Kiều là bạn thôi. Trinh cũng không nói cho Kiều nghe vì sợ Kiều bị hụt hẫng. Hai người làm như vậy á chẳng khác nào đang lừa gạt con Kiều. Anh nghĩ là tình bạn thân thiết bao lâu nay của Trinh và Kiều sẽ không bị sức mẻ vì chuyện này đâu. Anh suy nghĩ quá đơn giản rồi đó. Tốt nhất anh nên tránh xa hai đứa bạn của tôi ra, càng xa càng tốt. Bà xã à, qua ăn cơm đi. Em không đói, anh ăn đi. Đồ ăn anh nấu ngon lắm, em qua ăn chung với anh cho vui.
Bà xã ăn đi. Ngày mai anh chở em đi chơi nha. Ngày mai em bận rồi. Vậy ngày mốt mình đi. Ngày mốt em cũng bận luôn. Sao ngày nào em cũng bận hết trơn vậy? Em còn phải đi làm mà. Đàn ông các anh đó, không ai tốt hết. Xin lỗi, để anh phải đợi. Anh gặp tôi có chuyện gì quan trọng hả? Anh cầm đi. Cái gì vậy anh Ben? Tiền. Tiền hả? Tại sao anh lại đưa tiền cho tôi? Tôi chỉ muốn giúp anh trả nợ thôi. Chuyện khác anh không cần phải bận tâm. Sao anh Ben lại giúp tôi vậy? Tôi chỉ muốn thấy người khác hạnh phúc. 200 triệu này anh cầm đi. Anh cầm số tiền này đi trả nợ và lo cho gia đình. 200 triệu? Anh cho tôi mượn hả? Anh cứ cầm lấy đi. Nhưng mà... Anh cứ yên tâm, tiền này là của tôi, không liên quan gì tới ông Tuấn Kiệt. Coi như là tôi giúp đỡ anh. Nhưng mà tại sao anh lại giúp đỡ tôi? Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn nhìn thấy người khác hạnh phúc. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tôi cảm ơn anh Ben nhiều lắm. Anh giống như là ân nhân của mạng của tôi trong lúc này vậy đó. Anh đừng nói như vậy. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Tôi sẽ mang ơn anh, mang ơn suốt đời. Không cần đâu. Chỉ cần anh đừng nói chuyện này cho ai biết là được rồi. Tôi biết ơn anh Ben nhiều lắm. Tôi sẽ cố gắng làm để trả lại số tiền này. Không cần đâu. Chỉ cần anh đừng nói chuyện này cho ai biết là được rồi. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh Ben. Ông trời thương mình. Ông trời thương mình rồi. Mình được tự do. Nhưng tại sao anh Ben lại giúp đỡ mình? Chẳng lẽ làm theo lệnh của ông Tuấn Kiệt? Không, ông Tuấn Kiệt không bao giờ làm như vậy đâu. Ben vừa đưa cho anh Tuấn gói gì? Sao giống như tiền vậy? Ông chủ gọi tôi. Sức khỏe của cậu sao rồi? Dạ, vẫn bình thường. Bình thường á thì tốt. Tôi á chỉ sợ nó không bình thường thôi. Tôi rất ghét những kẻ phản bội tôi. Và những kẻ phản bội tôi đều có chung một số phận: chết thê thảm. Cậu khỏe là tốt rồi. Nhớ nghỉ ngơi cho hợp lý. Cậu đừng làm gì sau lưng tôi, nếu không chết thê thảm. Đúng, kẻ phản bội tôi sẽ có kết cục đó.
tôi không hy vọng kẻ đó là cậu. Tôi về phòng nghỉ ngơi trước. Nhớ đó, không được phản bội tôi. Xưa nay tôi tin tưởng cậu nhất. Cậu còn trẻ hơn tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu chết trước tôi. Đời người sống nay chết mai, không nói trước được điều gì. Nếu tôi có chết trước ông chủ, xin ông chủ hãy tự bảo trọng. Vậy có linh không anh ba? Linh chứ, chỉ cần em có thành tâm chắc chắn sẽ có hiệu quả. Bình thường Thu thích ăn loại bánh này lắm, mà bữa nay em mua loại bánh ngon luôn á, hy vọng ba ăn vô rồi tha lỗi cho em. Có mấy cái bánh mà đòi người ta bỏ qua tội ác của mình hả? Cô bé này tham lam quá. Ơi, mình cúng rồi mà nãy giờ đâu có thấy con ma nào xuất hiện đâu. Chứng tỏ là Thu đã nhận đồ cúng của em rồi và tha thứ cho em, chắc chắn không bao giờ tìm em nữa. Trời ơi, nãy giờ em lo muốn chết luôn vậy. Nè, nghe lời anh, chắc chắn phải nghe lời anh. Chỉ cần em thành tâm, em chịu sửa đổi, Thu sẽ bỏ qua cho em. Em hiểu không? Mình đốt hết đống văn mã này nè, chắc chắn là sẽ siêu thoát được linh hồn cho Thu nơi suối vàng, hiểu không? Mấy hôm nay hả, em bấn loạn luôn á. Nếu như không có anh Bo, em không biết làm sao luôn. Mình là anh em ha, có chuyện gì á anh phải giúp đỡ em những lúc cần thiết chứ. Anh Bo là người tốt. Mà anh Bo có người yêu chưa vậy? Có rồi. Nhưng rồi người đó đâu rồi? Chết rồi. Chết? Ừ. Mà lâu chưa? Cũng không lâu lắm, được 2 năm rồi. Mà sao người yêu của anh Bo chết vậy? Anh cũng không biết. Tại sao lại không biết? Người đã chết rồi. Biết rõ nguyên nhân hay không, họ cũng không sống lại được. Tội nghiệp anh Bo quá. Chắc lúc đó anh đau khổ lắm ha. Thôi, chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa. Em xin lỗi, đã nhắc lại một chuyện không vui. Có những chuyện phải giữ kín trong lòng, dù có nói ra hay không thì nó vẫn tồn tại. Bình thường thấy anh bao vui vẻ như vậy, không ngờ trong lòng ảnh cũng có chuyện buồn. Tội nghiệp anh.
rõ ràng là anh có quan tâm tới em mà. Sao anh luôn tỏ ra lạnh lùng với em vậy? Có phải anh có nỗi khổ gì không? Anh nói đi. Cô suy nghĩ sai về thực tế rồi. Anh có yêu em không? Anh có yêu em không? Cô mặc áo vào đi. Anh nói đi, anh có yêu em không? Anh có yêu em không? Anh trả lời cho em biết đi. Cô cài nút áo lại đi. Khi nào anh trả lời em thì em mới cài nút áo lại. Cô cài nút áo vào đi. Sao cô lại làm như vậy? Em chưa bao giờ yêu ai. Anh Bền, em chưa bao giờ yêu ai hết. Tại sao? Tại sao em lại yêu anh như vậy chứ? Cô đừng làm như vậy. Bộ anh không có chút gì xao động với em sao? Anh nói đi, em có gì không tốt hả? Anh nói đi, em sẽ sửa đổi mà. Dù thế nào đi nữa em cũng sẽ sửa đổi, đến khi nào anh yêu em thì thôi. Anh nói đi. Thu tốt lắm, cái gì cũng tốt hết. Người không tốt chính là tôi. Tôi không đáng để Thu yêu đâu. Thu đã yêu sai người rồi. Không, em biết anh là người tốt mà. Người rất tốt mà em đã từng gặp. Tôi không tốt cho Thu nghĩ đâu. Thu đừng yêu tôi nữa. Hãy đi tìm cuộc sống mới cho mình, tự giải thoát cho bản thân mình đi. Không, không có anh em sẽ không đi đâu hết. Anh đừng bỏ em mà. Đừng bỏ em mà anh Ben. Chị đừng buồn nữa nha. Anh ta không có đáng cho chị buồn vậy đâu. Rõ ràng chị là một con ngốc mà. Nhìn anh ta đàng hoàng như vậy, đạo mạo như vậy, mà không ngờ lại là người. Mày còn tới đây làm gì nữa? Là do em kêu chị Trinh tới đó. Có gì hai chị từ từ nói chuyện nha. Em đi trước. Em đi nha chị. Chị Trinh, em đi. Mày còn tới đây làm gì nữa? Mày tới để coi tao thảm hại đến mức nào phải không? Tao xin lỗi mày. Dù gì tao cũng có lỗi với mày. Nếu biết như vậy, tao nói cho mày nghe chân tướng ngay từ lúc đầu rồi. Mày với anh Khôi bắt đầu từ khi nào? Thì cái đêm mày chuốc rượu ổng đó. Thật ra ổng chỉ giả vờ say thôi. Mày về rồi, tao tưởng ổng say thật nên cố tình trêu đùa ổng. Ai ngờ ổng thức dậy, nói chuyện với tao rất là nhiều. Công nhận ổng có khiếu ăn nói thiệt đó. Tao hiểu rồi.
thì tại tao ngu quá thôi. Mày không có ngu, chỉ tại con người mày quá mơ mộng thôi. Tao đã nói với mày biết bao nhiêu lần rồi, đàn ông chỉ là những sinh vật giống nhau thôi. Mày đừng có nghĩ ai cũng cao đẹp hết, tất cả chỉ là con người thôi. Tao biết rồi, con Hồng nói đúng mà. Tình bạn bao nhiêu năm thân thiết, không thể gì một người đàn ông không ra gì mà có thể mất được. Mà mày cũng đừng đổ lỗi cho ông Khôi. Ông cũng biết cách ăn nói, làm bạn với ông cũng tốt mà. Bạn hả? Ông nói mày cần một người bạn hơn là một người tình. Vậy còn mày thì sao? Ông coi mày là cái gì? Bạn tình. Bạn tình? Phải, ông coi tao là bạn tình, tao cũng coi ổng là bạn tình. Vậy thôi, không ai nợ ai hết. Còn bé Sang thì sao? Cũng là bạn tình thôi. Mày không yêu bé Sang hả? Ngay cả chồng tao có giấy kết hôn đàng hoàng, tao còn không yêu nổi thì yêu ai được chứ? Tao không thể hiểu nổi quan điểm tình yêu của mày là gì nữa. Trên đời này không có gì khổ bằng yêu đương đâu. Mày không thấy con Hồng hay sao? Yêu cho lắm rồi bây giờ khổ sở trăm bề, khóc lên khóc xuống. Mày đừng có dại mà đi theo vết xe đổ của nó. Bà Trinh này hết nói nổi luôn, không biết bao nhiêu trai trẻ nghe những lời này của bà sẽ phản ứng như thế nào nữa. Em thức rồi hả? Anh xin lỗi. Anh có lỗi với em nhiều lắm. Anh đã làm cho em buồn. Anh hứa, từ nay anh sẽ dùng phần đời còn lại để bù đắp cho em. Em đừng đẩy anh ra, anh sẽ không bao giờ đứng vững nếu như không có em bên cạnh. Anh sẽ gục ngã đó, em biết không? Cho anh một cơ hội nữa đi, anh sẽ đem đến hạnh phúc cho em. Anh thề, nếu như anh có làm cho em đau khổ thêm một lần nữa, anh sẽ chết. Anh cảm ơn em. Cảm ơn bà xã nhiều lắm. Trời ơi, nắng như đổ lửa vậy đó. Nó hẹn tụi mình mà sao nó không tới? Hay là nó bắt tụi mình đợi để nó trả thù đây? Đại ca đang quạo. Mày lạng quạng hồi á hả? Ổng cho mày thành thái giám luôn á. Ê, thằng Tú nó hẹn tụi mình ra đây trả nợ, mà sao đại ca mặt ngầu quá vậy? Sao mày ngu quá vậy? Bây giờ nó trả hết nợ nghĩa là nó không mượn nợ nữa. Không mượn nợ nữa nghĩa là nó không có tiền lãi trả cho mình nữa. Hiểu không? Vậy là đại ca không vui thôi. Kể cả tao với mày luôn á. Được trả nợ mừng muốn chết luôn rồi quý vị. Mừng cái gì mà mừng? Nó tới kìa. Đừng có cãi nữa. Mày có đem giấy nợ ra không? Có. Ê, giấy nợ kìa. Ê, tiền đâu? Đưa tao giấy nợ trước.
Đây là 100 triệu gốc và 5 triệu tiền lời. Mày đếm ra đi. Ê, sao tự nhiên nó giàu quá vậy? Nhiều tiền vậy ta? Thằng này nó làm gì trong thời gian ngắn vậy mà có nhiều tiền vậy ta? Thằng này số đỏ. Làm gì mà có nhiều tiền để trả nợ vậy? Có tiền trả cho tụi mày được rồi. Tụi mày quan tâm làm gì? Tao thắc mắc nên tao hỏi vậy thôi. Trúng số thôi. Trúng số? Thiệt không đó? Sao mày may mắn quá vậy? Không lẽ mày muốn tao thiếu nợ mày suốt đời hả? Bây giờ nợ nần sòng phẳng, tao với mày không còn gì để qua lại. Tao đi được chưa? Dạ chào ông chủ. Có chuyện gì? Thằng Tú nó có tiền trả hết nợ rồi. Vậy à? Dạ. Còn theo dõi cho tôi. Em hiểu rồi. Đừng nói là cưng đang buồn vì bà cô già lăng nhăng đó nha. Em không có buồn, em chỉ thấy đau thôi. Đau? Chị Trinh với chị Kiều sao rồi chị? Hai chị làm què nhau rồi. Cưng nói đúng, chỉ cần hai người gặp nhau thì mọi chuyện sẽ giải quyết được. Chị Kiều với chị Trinh không trở mặt là vui rồi. Em cảm ơn chị Xuân nha. Cảm ơn chị. Dạ. Chị mới là người cảm ơn cưng mới đúng đó. Chính nhờ cưng suy nghĩ thấu đáo nên bây giờ chị Kiều không còn buồn nữa. Bây giờ chị đã hiểu là cưng không phải là người thèo lẻo với chị Kiều. Chuyện chị Trinh và ông Khôi quen nhau. Ủa, cưng bị sao vậy? Bị người ta vu oan cho mình á thì cũng không cần giải thích, mà khi người ta giải thích rồi á thì cũng không vui luôn. Bộ dây thần kinh cảm xúc của cưng bị đứt rồi hả? Chị muốn nghĩ sao thì tùy chị. Thôi, em xin phép chị về trước, em còn nhiều việc cần phải làm lắm. Mặc kệ người ta nghĩ gì về mình à, làm trai bao riết chai mặt rồi sao? Em nghe nè anh. Hôm nay anh chuẩn bị rất nhiều món ngon, rất là hấp dẫn đó. Để em xem món hấp dẫn là như thế nào đây. Trưa nay anh mang qua cho bà xã nha. Vậy em đợi anh nha. Ok bà xã. Cảm ơn em. Dạ mời chị. Ừ. Chị Kiều, tâm trạng của chị đỡ hơn chưa? Chị cũng đỡ nhiều rồi. Chị cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa. Thấy chị được như vậy em cũng mừng. Hôm nay em lo cho chị lắm đó. Em biết chuyện này lâu rồi, mà sao không nói cho chị biết sớm? Tại em sợ chị buồn á, cho nên em không có dám nói. Nếu em nói cho chị biết sớm thì chị đỡ buồn hơn rồi. Dạ, em xin lỗi chị. Có phải lỗi của em đâu mà xin lỗi chứ. Chuyện này là do chị hết đó. Con Trinh nói đúng, là tại chị quá ảo tưởng nên thất vọng tràn trề. Ủa, mà ai nói cho chị biết chuyện ông Khôi với bà Trinh vậy? Là bé Sang nói chị biết. Trai bao thủ đoạn. Em mệt hả? Dạ.
Tối qua em thức hơi khuya nên bây giờ hơi buồn ngủ. Mệt thì nghỉ buổi chiều đi, rồi anh sắp xếp mấy đứa làm thế cho. Dạ không sao đâu anh, em làm được mà. Làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ, đừng cố bươn chải mà ngã bệnh đó. Dạ em còn trẻ mà anh. Còn trẻ cũng không được làm việc quá sức như vậy, hiểu chưa? Dạ. Nè, em cầm đi. Dạ. Sao lại đưa tiền cho em? Coi như là anh cho em mượn. Dạ thôi, em còn tiền xài mà. Bây giờ em cứ cầm đi, sĩ diện cái gì nữa mà sĩ diện. Anh nghe mấy đứa nó nói rồi, anh em làm chung một chỗ, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Em mà không nhận là anh giận à. Dạ em cảm ơn anh Khôi. Ừ. Anh cứ trừ dần dần vào tiền lương của em nha. Cứ cầm đi rồi đi đóng tiền học phí rồi tính sau. Vậy nha. Dạ. Thôi bây giờ làm việc đi. Dạ em cảm ơn anh. Cũng làm trai bao mà bày đặt lên mặt. Nếu không vì con Trinh dè dạ thì mình đâu phải nhiều lời với nó. Tuấn ơi, ra phụ anh làm mấy cái này cái. Dạ. Hay quá, em đóng kịch hay quá đó. Chị vừa nói gì? Chị khen em đóng kịch hay và khéo nữa. Sao không đi làm diễn viên đi? Vừa đẹp trai vừa diễn giỏi, chắc là mau nổi tiếng lắm nè. Chị kêu em có chuyện gì không? Chị muốn khen em thôi. Nếu mà chị không còn gì để nói nữa, em đi làm việc à. Khoan đã. Chị còn muốn hỏi gì nữa? Chị chỉ muốn nhắc nhở em là em còn trẻ, sống sao cho có đạo đức một chút. Chứ còn trẻ mà sống ác quá, coi chừng sống không có thọ đâu nha. Em mà có chết á, em cũng không phiền chị đi đám ma đâu. Chị chỉ nhắc nhở em thôi mà. Em cảm ơn lời nhắc nhở của chị. Em đi làm việc đây. Đồ trai bao mặt dày. Sao mặt mày mày tươi đói quá vậy? Còn đủ ăn nhậu nữa chứ? Tao có chuyện vui mà. Chuyện gì? Vợ của mày cho ngủ chung rồi hả? Chuyện vui lắm. Tao như là mới chết đi sống lại vậy đó. Tao trả nợ cho tụi thằng Tùng xong hết rồi. Cái gì? Mày trả hết nợ luôn hả? Vô. Tao đã trả hết nợ rồi. Mày nói thiệt hay nói giỡn vậy? Tao nói giỡn với mày làm gì? Vậy chứ tiền ở đâu mà mày có nhiều dữ vậy? Mày bán cho ai giá cao đúng không? Tao trúng số. Bán cái gì mày? Mày trúng số tiền cũng đó. Mà mày quan tâm mấy cái đó làm gì? Bây giờ tốt nhất là tao trả nợ hết rồi. Mày trúng được bao nhiêu tiền vậy? Tao đủ tiền trả nợ, còn dư một ít đủ để làm ăn. Mày đó nha, đúng là có số đỏ thiệt. Vừa có vợ giàu, vợ đẹp, bây giờ còn trúng số nữa chứ. Vô. Tao luôn sống tốt, hiền lành, gặp may mắn nên có quế nhân hỗ trợ thôi. Ê, hồi nãy á mày nói là mày trúng số mà. Thì quế nhân của tao là thằng bán giấy số ngoài đường. Nếu nó không đi ngang và bán cho tao thì làm sao tao trúng được. Ê, mày á còn chuyện gì mà giấu tao đúng không? Tao mệt mày quá. Bây giờ tao có tiền trả hết nợ, đáng lẽ mày phải mừng cho tao. Sao mày cứ hỏi đi hỏi lại như là tra khảo tội phạm vậy? Thì tao sợ mày phạm tội gì lớn hơn thôi.
Không bao giờ. Một lần là tao tẩn tới già rồi. Tao xin thề, từ nay không bao giờ dám tái phạm nữa. Dạ. Mày nói như vậy tao lại càng yên tâm. Mày cầm một ít về mua sữa cho con mày đi. Thôi, tao có tiền rồi, mày cất đi. Mày cầm đi, tao cho con mày, chứ tao không phải cho mày. Ờ, tao thay mặt con của tao cảm ơn mày. Vô. Vô. Cái điện thoại kìa, nghe đi. Ủa, ai gọi kìa? Sao mày không nghe máy đi? Ông Tuấn Kiệt. Ông Tuấn Kiệt hả? Rồi bây giờ mày tính sao với ổng? Tính toán cái gì nữa? Bây giờ tao không thiếu nợ ai, tao không cần phải lệ thuộc vào ổng nữa. Tao thấy ổng còn mê mày dữ lắm á. Tao không biết là ổng có chịu bỏ qua cho mày hay không. Chuyện đó là chuyện của ổng, còn tao tao không thích nữa thì ai ép tao được. Thôi bây giờ mày lựa lời mày nói chuyện với ổng. Ông Tuấn Kiệt không phải là tay vừa đâu. Có người theo dõi, trốn ngay. Em có sao không? Đứng dậy. Chỗ này không an toàn nữa rồi. Vậy em phải làm sao? Em cầm đi. Mật khẩu là 002244. Nhưng không có sao đâu. Trong đó có 50 triệu. Em cần gì thì ra ngân hàng mà rút. Giờ em cũng không biết phải đi đâu nữa. Em về nhà trọ, dọn hết đồ đạc, giờ đi chỗ khác. Xong rồi em gọi cho anh. Dạ, em đi trước nha. Ừ. Ba. Ủa Túc, sao con tới đây chi vậy? Con tới gửi tiền đầy cho ba, sẵn thăm ba mẹ luôn. Mẹ có nhà không ba? Ờ, mẹ con ở trỏng á. Nhưng mà con vô chào mẹ một tiếng. Ừ, vô đi con. Cẩn thận lời nói nghe. Dạ. Bà, thằng Tú nó về. Ừ? Thằng Tú nó về. Ừ. Con chào mẹ. Ngồi đi con. Con có chút quà
mang qua biếu ba mẹ. Con qua thăm được rồi, quà cáp chi tốn tiền vậy con? Con nghe học nói ba mẹ thích ăn yến xào và thích sử dụng dầu gội chiết xuất từ thiên nhiên nên con mua. Ui, yến xào ba mẹ thích lắm. Cái gì mà thiên nhiên là ba mẹ thích à? Ba mẹ thích là con vui rồi. Con làm ăn được hay sao mà thấy con vui vẻ quá vậy? Dạ cũng được ba. Con đang cố gắng để không phụ lòng mong mỏi của ba mẹ. Nè, vợ chồng con sống có tốt không? Tụi con hạnh phúc lắm ba. Con xin cảm ơn ba mẹ đã sinh ra và nuôi nấng Hồng để con có một người vợ tuyệt vời như vậy. Thấy hai con hạnh phúc đó là ba mẹ vui rồi. Con gửi tiền lại cho ba. Con cảm ơn ba nhiều lắm. Sao con không để xây sở làm ăn đi? Ba cũng không có cần tiền lắm đâu. Dạ thôi ba, con có rồi, ba cất tiền đi. Con làm ăn được thì ba mẹ mừng lắm. Cố gắng lên nha con. Dạ. Con mời mẹ dùng nước ạ. Kệ đi. Dạ, ông chủ gọi tôi. Cậu đã làm gì? Tôi đã nói rồi, tôi rất căm ghét kẻ là phản bội tôi. Cậu rõ chưa? Cậu rõ chưa? Đời người qua mau, tôi xin ông hãy tha cho vợ chồng tôi và đi yên cho chính bản thân của mình. Cậu dạy đời tôi đó. Đi ra ngoài mau. Đi. Tôi đang đứng trước nhà em. Anh nghe nè. Ông đừng có giỡn với tôi nghe. Anh đâu có giỡn đâu. Em không tin, em cứ mở cửa ra. Anh đang đứng ngoài này nè. Ông làm cái trò gì vậy? Tôi muốn kết thúc ngay tại đây. Anh không thể nào sống thiếu em. Xin em hiểu cho anh. Tôi hiểu cho ông thì ai hiểu cho tôi đây? Tôi đang có một gia đình hạnh phúc. Tôi xin ông, ông đừng có phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi. Vậy em hãy cho tôi ở bên em. Mỗi tháng chúng ta gặp nhau một lần thôi. Trời ơi, tôi nói làm sao ông mới chịu hiểu đây? Em nhẫn tâm với anh như vậy sao? Ông mới là người nhẫn tâm đó. Bây giờ ông hãy bình tĩnh lại đi. Ông đừng vì sự ham muốn của mình
mà không quan tâm tới hạnh phúc của người khác. Dù sao á thì anh ở đây cũng không được bao lâu. Xin em hãy thông cảm cho tôi. Bây giờ tôi không muốn dài dòng với ông nữa. Tóm lại là không được. Tôi còn phải lo lắng cho vợ của tôi nữa. Em cũng biết tính tôi rồi đó. Những gì mà tôi không có được thì đừng hòng ai có. Tôi đạp đổ tất cả. Ông đang đe dọa tôi đó hả? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Em hãy đến với tôi đi. Nếu không tôi công khai chuyện này đó. Ông em đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Gặp nhau chỗ cũ. Alo. Alo. Cảm ơn em. Dạ mời hai chị. Cảm ơn. Em đã có kinh nghiệm rồi thì tốt. Chỉ cần em chịu khó học hỏi, làm tốt công việc thì resort chắc chắn sẽ trọng dụng em. Dạ em cảm ơn chị. Anh giới thiệu em vào làm phải không? Dạ đúng rồi chị. Vậy là em là bạn thân của anh hả? Dạ em với anh chơi thân với nhau từ lúc còn đi học á. À, chị hy vọng là em không có giống anh. Dạ mỗi đứa mỗi tính chị ơi. Chị nói giỡn thôi mà. Chứ chị thấy anh cũng dễ thương lắm. Chị hy vọng là em sẽ không sao đâu Thu ơi. Dạ em mời chị. Chị xin phép, chị đi trước nha. Dạ. Cái gì vậy? Chắc là có chuyện gì đó. Có chuyện gì? Bà Hồng đau khổ lúc đó, tội nghiệp quá ha. Ủa, mà ai báo cho bà Hồng biết là ông Tú đi khách sạn với ông Tuấn Kiệt ta? À, chị có ông Ben. Chị có ông Ben mới biết được chuyện này thôi. Ê, 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 anh Ben. Hồi nãy anh có phải là người đã báo cho bà Hồng biết là ông Tú đi ngoại tình hả?
Im lặng có nghĩa là đồng ý đúng không? Đúng rồi, ngoài anh ra ai mà có gan làm chuyện này. Nhưng mà em phải công nhận anh đã làm rất đúng luôn đó. Những người thích xen vào chuyện của người khác thường có kết quả không tốt. Tôi nhắc cho cô nhớ. Ủa, cái gì vậy? Vậy đời túi hả? Để coi nha, ông Tuấn Kiệt mà biết, anh báo cho bà Hồng biết, ông có xé xác anh không? Hồng ơi, Hồng ơi Hồng. Hồng ơi Hồng. Mở cửa đi nè. Cái gì vậy bà? Hả? Con Hồng. Sao vậy? Có biết đâu, hồi nãy nó về á, cái sắc mặt nó lạ lắm ông ơi. Tôi hỏi cái gì nó cũng không nói. Đi thẳng vô trong phòng luôn. Chắc là vợ chồng nó có chuyện cãi nhau. Lại là cái thằng đó nữa. Nó ăn hiếp con gái mình đó ông à. Phải tính sổ với nó mới được. Mở cửa ra coi. Thôi đi, chuyện tụi nó để tụi nó tự giải quyết lấy. Mình biết gì đâu mà dính vô rồi rối beng tùm lum lên nữa à. Để nó ăn hiếp con gái mình hoài sao được. Thôi, để cho con nó nghỉ ngơi một chút đi. Rồi có gì từ từ nói sau. Đi. Cái gì cũng cản cản. Con nghe nè ba ơi. Con đang làm cái gì vậy? Dạ, con đang nấu cơm cho vợ con. Tú nè, vợ chồng con đã xảy ra chuyện gì hả? Dạ, tụi con bình thường mà ba, đâu có chuyện gì đâu. Con Hồng nó về đây, nó ngồi ủ rũ trong phòng cả buổi trời. Mẹ con gọi nó mấy lần mà nó ngồi im không trả lời. Bây giờ vợ con vẫn còn đang ở bên bển hả ba? Nó mới đi đâu rồi? Vợ con có đem điện thoại theo không ba? Ba cũng không biết nữa. Thôi được rồi, để con gọi điện thoại cho vợ con thử coi. Gọi cho nó đi, chào con.
nói cái gì? Không đời nào tôi cấm cái người đó đó bước chân vô nhà tôi. Bây giờ chọn đi, một là nó, hai là mẹ. Con chọn một trong hai. Có nó thì không có mẹ, có mẹ thì không có nó. Chọn đi. Sao mẹ lại như vậy chứ? Con chỉ muốn lấy người con yêu thôi. Như vậy là con nói như vậy là con chọn nó chứ gì? Con... Được rồi, vậy thì đi đi, đi ra khỏi nhà tôi đi. Mẹ... Không có đứa con gái nào như cô hết á. Đi mẹ... đi. Hồng à, sao anh gọi điện em không bắt máy? Có chuyện gì vậy em? Đừng đụng vào người tôi. Hồng, có chuyện gì vậy? Đừng đụng vào người tôi. Đi về thôi. Hồng, Hồng. Ê anh Bo. Bo, coi cái này vui lắm. Hả? Chuyện gì vui dữ vậy? Bà Hồng đã phát hiện ra chồng làm trai bao. Ghê không, ghê không? Wow, thiệt hả? Rồi chuyện tiếp theo là sao? Trời, lúc đó hả, bà đứng hình luôn. Vì bà đâu có ngờ đâu, ông chồng đẹp trai của mình là gay, gay, gay. Trời ơi, ly kỳ lắm luôn á. Sắp tới là mình sẽ có nhiều kịch hay để coi luôn đó. Ừ. Ồ, thiệt tình ha. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Ừ, không ngờ gì nữa. Ông làm trai bao, chuyện này sớm muộn gì cũng bể ra hả? Ờ, em tiếp tục theo dõi những tình huống ly kỳ này nha. Ừ. Bây giờ anh có chuyện phải đi rồi ha. Ok ok. Hai đứa mình biết chuyện này thôi nha. Ừ, biết rồi, làm như em nhiều chuyện nó không bằng á. Ừ. Ừ. Ê Xuân, nó nghe nè, nó nghe nè. Gì vậy bà? Ừ, bữa nay bà Hồng không đi làm luôn. Trời, bữa nay mình có kịch hay để coi đó. Bà kỳ cục quá. Tôi thấy chị Hồng dễ thương, mà sao bà ghét chị Hồng vậy? Có tội chảnh, chảnh là tôi không có ưa. Trời ơi, tôi thấy chị cũng khiêm tốn mà, có chảnh gì đâu. Cái tội hay chửi nữa, chửi tôi cũng không ưa. Thôi đi bà quản lý tương lai ơi, nói nhiều quá. Chưa bao giờ bà Hồng đi làm trễ, lần này phát hiện chồng là gay, đau lòng quá chắc nghỉ làm luôn rồi. Chào các em. Ê, chị Hồng đi làm kìa. Chào chị Hồng. Em làm quen chưa? Dạ em cũng quen rồi. Làm tốt á thì sẽ được lên làm quản lý tương lai đó. Vậy hả? Cảm ơn chị. À, hôm nay á chị có chuyện vui cho nên chị có mua quà để tặng cho mọi người đó. Đây, đây là của Xuân, em lấy đi. Cảm ơn chị nha. Đây là phần của Ánh nè. Em sao vậy? Em nhìn chị không chớp mắt luôn á. À, hay là hôm nay chị trang điểm đẹp lắm đúng không? Ờ, đẹp. Đẹp. Ờ, vậy thì để hôm nào chị chỉ cho ha. Ờ, con Ánh nó thích làm đẹp lắm á chị. Ừ? Anh Tuấn Kiệt. Ừ. Anh đi đâu vậy? Em có phần quà tặng cho anh nè.
Chúc cho anh một buổi sáng tốt đẹp nha. Cảm ơn cô. Dạ, đây là thức uống tăng lực của Mỹ. Nó rất tốt cho mỗi khi anh làm việc quá sức đó. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô. Dạ. Quái vật máu lạnh. Ông Ben chỉ là động vật máu lạnh thôi. Bà này vừa máu lạnh vừa biến thái, cao cấp hơn ông Ben nữa. Ông cần gặp tôi có chuyện gì? Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Có chuyện gì em cứ nói đi. Tú, đã trả hết nợ rồi phải không? Dạ. Tiền ở đâu mà Tú trả nợ vậy? Thì nó nói nó trúng số. Cậu có tin không? Không tin nó cũng không được. Ngoài trúng số ra, nó còn gì để làm nữa đâu. Cầm lấy đi. Sao ông lại đưa tiền cho tôi vậy? Tôi muốn cậu làm cho tôi một việc. Bây giờ ông muốn tôi làm chuyện gì? Điều tra nguồn gốc tại sao Tú có số tiền đó. Tôi hoàn thành công việc, tôi đưa tiền thêm. Cầm đi.